Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Trên tay mình hôm nay là một cái mẫu giày cực kỳ mới, vừa mới phát hành của Nike thôi, đó là mẫu Air Force One, có cái tên mã là Pixel. Thì đây là cái phiên bản mà cực kỳ mới của Nike. Nó mới đến mức mà hiện tại thì giá nó chưa sale, nhưng mà khách của mình vẫn muốn sở hữu cái đôi giày này, nên là họ giá của nó khoảng trên 3 triệu nhưng mà họ vẫn muốn sở hữu đôi giày này bởi vì nó quá mới, quá là hot các bạn ạ. Và mặt cảm quan ban đầu mình đánh giá nó khá là đẹp. Cái thiết kế của nó cũng mới nữa. Đó là cái ngôn ngữ thiết kế pixel, tức là nó mang những cái hơi hướng về cái hình khối, nên là nhìn nó khá là mang tính hiện đại. Mình nghĩ là đôi giày này sẽ thịnh hành trong 1-2 năm tới. Nó sẽ là một cái mẫu giày khá là thịnh hành của Nike. Về mặt thiết kế của nó thì mình nhận ra rằng là nó khá là giống, nó cảm giác nó như là trung hòa của hai kiểu dáng, đó là Air Force One và Air Force One Shadow. Thì nó có những cái đặc điểm tương đồng nhưng mà nó vẫn có cái thiết kế riêng. Về mặt mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn về đôi giày này nhá. Ok, trên cái tay mình là đôi giày có cái phối màu trắng và các cái hình khối tựa như là pixel để mà tạo nên cái đôi giày này khá là đẹp. Về mặt chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá đây là một cái đôi giày có chất lượng hoàn thiện tốt. Đấy. Khá là đẹp. Mặc dù đôi này không được sale nhưng mà các đôi giày khác của Nike đang được áp dụng cái chương trình sale là 70%, sale 30% trên cái giá đã sale rồi. Thì nó được áp dụng đến ngày 1 tháng 12. Thì có đây, các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu đôi giày chính hãng của Nike thì có thể liên hệ với mình theo cái đường link mình mô tả ở bên dưới. Mình là Công Tokyo, xin cảm ơn các bạn.